Tiết 2. Đức Maria đấng đồng trinh. Tất cả truyền thống Kitô giáo đều tôn kính Đức Maria như là đấng đồng trinh. Theo phong tục Do Thái, thiếu nữ Maria đã được đính hôn với Giuse. Trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, hai người tuy cam kết sống chung nhưng không hề chung chăn chung gối. Nhưng tại sao lại nhấn mạnh tới sự đồng trinh của Đức Maria? Đó là vì khi chúng ta tuyên xưng Đức Maria đồng trinh thì có nghĩa là chúng ta công bố một mầu nhiệm của Chúa Kitô, một mầu nhiệm đức tin. Các giáo phụ, các nhà thần học, kể cả Luther đều tuyên xưng mầu nhiệm của Chúa Kitô qua mầu nhiệm Thánh Mẫu đồng trinh. Mầu nhiệm đó là Đức Maria đã không thụ thai ngôi hai Thiên Chúa do Giuse hay một nam nhân nào khác, nhưng chính ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria mà không cần đến người đàn ông nào cả. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây, tín điều Đức Mẹ đồng trinh khác với tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được xác quyết trong công đồng Ê-phê-sô năm 433 rằng: chính ngôi con Thiên Chúa, đồng bản thể với ngôi cha, đã nhập thể trở thành người, sinh bởi đức trinh nữ Maria. Các giáo hội công giáo, tin lành, chính thống đều tuyên xưng Đức Maria là Theotokos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng cưu mang Thiên Chúa, đấng cho Thiên Chúa chào đời. Trong lòng Đức Maria, Thiên Chúa toàn năng đã tiếp thu sự yếu đuối của con người, nhờ đó mà Ngài trở nên phàm nhân mỏng giòn gần gũi chúng ta, để chúng ta có thể thông phần vào thiên tính của Ngài. Còn tín điều Đức Maria đồng trinh nói lên được cái gì? Vắn tắt mà nói, chúng ta nhớ lại trong thuở tạo dựng ban sơ, ông Adam đã không tự chọn lấy bà Eva, nhưng chính Thiên Chúa đã lấy một phần xương thịt của Adam làm nên Eva và đem trao tặng lại cho ông. Như thế, người nữ đầu tiên được khai sinh là từ ý định của Thiên Chúa chứ không phải do ý định của người nam. Người nữ thuộc trọn về Thiên Chúa. Vậy, giữ mình đồng trinh là một sự hiến dâng trọn nữ tính. Đức Maria, Eva mới, muốn thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn, phú thác toàn diện hồn xác cho Ngài. Chính Thiên Chúa mới là sự sung mãn của thân xác mẹ, của tâm trí mẹ. Không ai khác có thể làm cho mẹ thỏa tình. Vì thế mẹ là tạo vật mới từ nơi thượng giới, từ Thiên Chúa mà đến, là tạo vật thứ nhất của thế giới mới, được khai sinh bởi việc Thiên Chúa nhập thể. Đó là điều trọng đại được thực hiện trong Đức Maria, người thiếu nữ nhỏ bé, vô danh của Nazareth. Đấy, mầu nhiệm Thiên Chúa thật đơn sơ. Đức tin của chúng ta dễ chấp nhận những điều cao siêu, huyền bí, nhưng có khi lại vấp ngã, khựng lại hoặc khó tiếp thu những điều rất đơn giản. Thiên Chúa giản dị đến thế đó, chúng ta có tin nổi không?